Ngoại trưởng Ba Lan nêu kịch bản Mỹ có thể tấn công quân đội Nga ở Ukraine. Nga tấn công dồn dập ở phía đông, Ukraine điều quân sang phía bắc. G7 đạt bước tiến trong việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn với Guardian, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski đã nêu ra tình huống mà Mỹ có thể sẽ tấn công quân đội Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu Ba Lan tiết lộ, Mỹ đã nói với phía Nga rằng nếu sử dụng một quả bom hạt nhân, ngay cả khi nó không làm ai thiệt mạng, Washington sẽ tấn công tất cả các mục tiêu, các vị trí của Nga ở Ukraine bằng vũ khí thông thường. Mỹ sẽ phá hủy tất cả chúng. Ngoài ra, ông Sikorski cũng cho biết, cả Trung Quốc và Ấn Độ dường như đều cảnh báo Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo Ngoại trưởng Sikorski, ông ủng hộ việc chấm dứt các lệnh cấm ngăn Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tương tự như lời kêu gọi gần đây của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin khi đó nói rằng Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nơi xung đột giữa hai nước nổ ra kể từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của nước này bị đe dọa. Hồi đầu tháng này, Điện Kremlin thông báo tổ chức các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Nga. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật sẽ nhằm duy trì sự sẵn sàng về nhân lực và trang thiết bị của các đơn vị trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược để đáp trả và đảm bảo vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Nga. Bộ Ngoại giao Nga mô tả, cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật là một nỗ lực của Moscow nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng ở các nước phương Tây, khi họ đe dọa triển khai lực lượng ở Ukraine và thực hiện các bước đi khác có nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc tập trận phải được xem xét trong bối cảnh những tuyên bố gây hấn gần đây của các quan chức phương Tây và những hành động gây bất ổn mạnh mẽ được một số nước NATO thực hiện, nhằm gây áp lực với Nga bằng vũ lực và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng ta liên quan đến cuộc xung đột trong và xung quanh Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tập trận sẽ giúp NATO nhận ra những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra do những rủi ro chiến lược mà họ tạo ra, đồng thời ngăn chặn họ vừa hỗ trợ chính quyền Kiev trong các hành động tấn công, vừa bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc, khi tình hình chiến sự những ngày qua diễn ra vô cùng căng thẳng. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga đã tăng cường tấn công vào các vị trí chiến lược ở phía đông Ukraine, khi Kiev chuyển hướng chống lại cuộc tấn công mới của Moscow ở phía bắc. Theo giới chuyên gia quân sự, nếu thị trấn Chasovka thất thủ, Nga sẽ ở thế tấn công nhằm vào những thành phố cuối cùng còn lại ở Donetsk, phía đông Ukraine, gồm Kostiantynivka, Druhivka, Sloviansk và Kramatorsk, tuyến phòng thủ chính của Ukraine trong khu vực. Trong khi đó, Kiev tung ra nhiều đợt tấn công máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái, nhắm vào các cơ sở lọc dầu, kho dầu, sân bay và cảng của Nga, đồng thời đánh chìm tàu tên lửa cuối cùng mà Nga có ở Biển Đen. Các quan chức Ukraine cảnh báo sẽ thực hiện thêm các đợt tấn công khác ở Kharkov và một số nhà quan sát đã nhận thấy một đợt tăng cường lực lượng mới của quân đội Nga ở phía bắc thành phố Sumy, dấu hiệu có thể báo trước cho một cuộc tấn công mới. Dù vậy, theo Al Jazeera, cho đến thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn quản lý nguồn lực tương đối mỏng của mình, đủ hiệu quả để đối phó với các cuộc tiến công của Nga. Ngày 17 và 18 tháng 5, các lực lượng của Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công cơ giới quy mô đại đội vào Chasovka, bao gồm 2 xe tăng và 21 xe chiến đấu bộ binh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 20 phương tiện bị phá hủy. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington nhận định đây là cuộc tấn công đầu tiên của Nga với quy mô như vậy trong 6 tuần qua, bởi các lực lượng của Moscow tìm cách tận dụng sức ép dồn lên lực lượng phòng thủ Ukraine sau cuộc tấn công ở Kharkov. ISVK đánh giá, các lực lượng của Ukraine gần đây đã chuyển các binh sĩ của một lữ đoàn phòng thủ ở Chasovka tới Vovchan
và các lực lượng của Nga có thể đã tăng cường các hoạt động tấn công gần Chasovia để nhanh chóng tận dụng khả năng phòng thủ đang suy yếu của Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định cuộc tấn công của Nga vào Kharkov đã đi vào ổn định trong khi giao tranh thực sự đang diễn ra ở phía đông. Ông nói, thậm chí không ai để ý rằng thực tế còn có nhiều trận giao tranh hơn ở phía đông đất nước, đặc biệt là tại các khu vực theo hướng Donbass gồm Kurakhove, Bokrov và Chasovia. Mũi tấn công chính của cuộc tấn công vào Kharkov nhằm đến Vovchan, cách Chasovia khoảng 40 km về phía đông bắc, nơi quân đội Nga thực hiện trong suốt tuần qua nhưng mới kiểm soát được khoảng 1/4 thị trấn. Tuyến tấn công thứ hai của Nga ở Kharkov đang cố tiếp cận làng Lipsy, nhưng ông Zelensky cho biết Ukraine đã làm chững lại cả hai nỗ lực này. Theo The Economist, đã tiết lộ chi tiết về một kế hoạch tấn công không ghi ngày tháng, trong đó yêu cầu các lực lượng của Nga phải đến một điểm cách biên giới 16 km trong vòng 72 tiếng để có thể đặt Kharkov trong tầm bắn từ xa. Những chi tiết này đã tiết lộ Nga đã cố gắng để tiến xa nhất có thể như thế nào. Một quan chức Ukraine nhận định với Washington Post rằng các hệ thống gây nhiễu và tác chiến điện tử của Nga đã chọc mù các UAV giám sát bay hàng ngày dọc biên giới trong những giờ trước cuộc tấn công, trì hoãn việc huy động lực lượng phòng thủ của Ukraine. Thị trưởng Vovchan Tama Gambrasvili cũng nói với tờ New York Times rằng trong nhiều tháng trước cuộc tấn công, sự kết hợp giữa UAV giám sát của Nga và hỏa lực pháo binh đã cản trở các binh lính Ukraine đang cố gắng xây dựng chiến hào và bong ke bê tông, khiến tuyến phòng thủ đầu tiên không được chuẩn bị. Ông Tama Gambrasvili cho biết Nga đang liên tục pháo kích vào mọi thứ chúng tôi đang xây dựng. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky tìm cách trấn an người dân. Đây là tuyến đầu tiên, tuyến được quân đội chúng tôi xây dựng, hứng chịu hỏa lực liên tục. Tuyến thứ nhất và thứ hai do quân đội xây dựng, tuyến thứ ba do chính quyền địa phương xây dựng. Đó là lực lượng mạnh nhất, không phải vì họ giỏi hơn quân đội, mà đơn giản vì họ ở xa tầm bắn của vũ khí và các cuộc pháo kích. Bên cạnh đó, ông Zelensky được cho là đã tăng áp lực lên Washington về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp trong lãnh thổ Nga. Cho đến thời điểm hiện tại, Anh là thành viên NATO duy nhất tuyên bố Ukraine có thể làm như vậy. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhắc lại lập trường của chính quyền của Tổng thống Biden rằng mong muốn của chúng tôi là Ukraine tiếp tục sử dụng các vũ khí mà chúng tôi cung cấp để nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự nói rằng việc bảo vệ Ukraine là không thể nếu Nga có thể tập trung lực lượng ở bên kia biên giới mà không bị tấn công. Chuyên gia George Barros thuộc ISVK cho hay lực lượng không quân Nga có thể tấn công không dưới 2.480 khu định cư của Ukraine ở các khu vực Chernihiv, Sumy và Kharkov mà không cần rời khỏi không phận Nga. Ông nói thêm, Ukraine không thể bảo vệ các vị trí trên tiền tuyến của mình khỏi bom lượn của Nga, cũng như không thể chặn máy bay chiến đấu của Moscow trong không phận Nga nếu không được sử dụng các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp. Ngày 25 tháng 5, các bộ trưởng tài chính của nhóm các nước công nghệ phát triển G7 cho biết họ đã đạt được bước tiến trong việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Bản dự thảo tuyên bố của các bộ trưởng tài chính G7 có đoạn: "Chúng tôi đang tiến bộ trong các cuộc thảo luận về khả năng sử dụng lợi nhuận khổng lồ từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mang lại lợi ích cho Ukraine." Tuy nhiên, các bộ trưởng cho biết cụ thể hóa cách thức và thực hiện điều này vẫn đang trong quá trình thảo luận. Trước đó, Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu EU, Paolo Gentiloni đánh giá các cuộc đàm phán trong khuôn khổ hội nghị G7 tại Stresa, Italy có thể dẫn đến một thỏa thuận vào tháng sau tới về việc khai thác lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Các bộ trưởng tài chính thuộc nhóm G7 đang thảo luận về cách thức rút tiền từ số tiền tài sản trị giá 300 tỷ euro, tương đương 325 tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga. Trong tuần qua, Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua kế hoạch sử dụng tiền lãi từ các tài sản của Nga bị khối này phong tỏa, một động thái mà EU hy vọng sẽ tạo ra tới 3 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ Ukraine. Một ý tưởng tham vọng hơn đang được thảo luận trong G7 do Mỹ đề xuất liên quan đến việc hình thành một khoản cho Ukraine vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ dựa trên tiền lãi do tài sản của Nga tạo ra. Ông Gentiloni gợi ý rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Puglia vào tháng sau tới, nhưng trích dẫn sự hội tụ tích cực đang diễn ra ở Stryja. Theo ông, trong trung hạn, điều này có thể dẫn đến một thỏa thuận được lãnh đạo các nước G7 thông qua. Cùng ngày, phát biểu bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết
bà không thấy có bất kỳ cản trở nào trong các cuộc thảo luận với những người đồng cấp G7 về khoản cho vay lớn hơn dành cho Ukraine được hỗ trợ bằng thu nhập tài sản bị đóng băng của Nga. Trong khi đó, Ngân hàng Chủ tịch Thế giới WB Ajay Banga, người cũng tham dự hội nghị ở Syria, khẳng định ông hoàn toàn đề ngỏ khả năng thực hiện ý tưởng quản lý cho Ukraine vay của G7 được hỗ trợ bởi thu nhập từ các tài sản có chủ quyền của Nga bị phong tỏa, ít nhất là đối với mục đích phi quân sự. Ông Ba chia sẻ, nếu họ quyết định trao cho chúng tôi có thể quản lý một quỹ kiểu đó. Tôi sẽ cần các biện pháp bảo vệ, tôi cần bảo đảm rằng những người của chúng tôi hiểu cách sử dụng quỹ đó. Ông giải thích, điều này bao gồm việc nhất trí với các nước bảo trợ cho vay về quy trình phân bổ vốn cho các dự án. Nga tuyên bố quyết định của EU tịch thu số tiền thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để hỗ trợ quân sự cho Kiev là hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm tất cả các quy tắc và chuẩn mực của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế. Hôm 23 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ký sắc lệnh cho phép nước này lấy tài sản của Mỹ, bao gồm cả chứng khoán để bồi thường tài sản bị Mỹ phong tỏa và tịch thu.